Mời quý vị và các bạn đến với mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên tuyến đường DH378 đoạn thuộc xã Đức Hợp, huyện Kim Động, cắm 3 biển chỉ dẫn sai hướng đi đã đánh đố người tham gia giao thông, nhất là những người từ nơi khác đến Hưng Yên. Theo đó, nhìn trên biển dẫn thì hướng đi Hưng Yên và Hà Nội không đúng, gây khó hiểu cho người đi đường. Tuy nhiên, theo nhiều người dân ở đây, có 3 biển chỉ dẫn hướng sai và đặt cách nhau khoảng 150m, vì tại khu vực này không có đường rẽ đi Hưng Yên và Hà Nội. Nhìn theo hướng biển chỉ dẫn thì hướng chỉ đi Hưng Yên là qua sông Hồng sang Hà Nội và hướng chỉ đi Hà Nội thì là ra quốc lộ 39A đi hướng Hải Dương, Hải Phòng. Cách đó khoảng 1km thì lại có biển chỉ đúng hướng đi Bát Tràng, Hà Nội 31km. Việc lắp đặt biển chỉ dẫn không chính xác gây ảnh hưởng cho người đi đường. Đơn vị quản lý cần kiểm tra và thay đổi biển để đảm bảo chính xác cho người tham gia giao thông. Đoạn đường chưa đầy 1km thì có tới 3 hố ga không có nắp đậy. Theo quan sát, hầu hết các hố ga đều rất sâu, không có biển cảnh báo nguy hiểm. Có những hố bị cỏ cây dại và rác phủ xung quanh, gây mất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, trong các nguồn gây ô nhiễm không khí tại các đô thị chủ yếu gồm hoạt động giao thông vận tải, hoạt động xây dựng, hoạt động của các xí nghiệp nội đô, sinh hoạt của dân cư. Trong các loại phương tiện giao thông thì xe mô tô, xe gắn máy chiếm tỷ lệ lớn nhất, đồng thời cũng là nguồn phát thải chất gây ô nhiễm lớn nhất. Trước thực trạng đó, sản phẩm Loma Eco là giải pháp rất phù hợp để vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo chất lượng môi trường không khí được an toàn. Loma Eco là một phát minh mới nhất của Hàn Quốc mang tính đột phá của công nghệ 4.0, được đưa vào sử dụng tại Hàn Quốc từ năm 2011. Loma Eco là sản phẩm mang khả năng giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong quá trình hoạt động của các loại phương tiện, máy móc sử dụng xăng dầu. Qua thực nghiệm, Paloma Eco giúp tiết kiệm từ 10% đến 15% lượng xăng dầu tiêu thụ và giảm từ 50 đến 70% lượng khí thải độc hại từ khói phương tiện và máy móc ra môi trường. Ông Trần Minh Quốc, trú tại số nhà 55 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, là một trong những người đầu tiên tin tưởng và sử dụng sản phẩm Paloma Eco. Trên thị trường có thể nói là xuất hiện rất nhiều sản phẩm tiết kiệm xăng. Tôi thấy là sản phẩm Palomai của Hàn Quốc hiện nay đang xuất hiện trên thị trường thì tôi cũng đã đưa vào trong ô tô và đưa vào 2 xe máy. Là nhà là đã dùng là 3 gói thì chạy thì tôi thấy là mượt hơn và đi thì tốc độ là vẫn đảm bảo mà có khả năng là còn tốc độ còn vượt trội nhưng có tác dụng tốt trong cái việc lại vận hành êm ái. Thanh Palomai Eco được đặt trực tiếp vào trong bình nhiên liệu của phương tiện với tỷ lệ 1 thanh cho 5 đến 10 lít nhiên liệu. Thanh gốm này giúp tăng hiệu suất nhiên liệu và buồng đốt hòa tan được nhiều oxy hơn, đồng thời giúp đốt cháy triệt để và giảm khí thải độc hại từ động cơ ra môi trường. Sản phẩm này nó nằm bằng gốm, nó gồm 37 khoáng chất vô cơ, thì trong đó nó sẽ tạo ra cái ion và nó có tác động là làm cái cracking cái nhiên liệu. Hoặc là có thể là bẻ gãy các cái nhiên liệu mạch lớn thành các mạch nhỏ thì để cho cái nhiên liệu nó tươi hơn, xốp hơn khi mình đốt thì nó sẽ có hiệu quả và đặc biệt là cái sản phẩm này mà nó là chất xúc tác giúp ích cho cái người tiêu dùng rất lớn. Tuy mới ra mắt tại thị trường Việt Nam nhưng Paloma Eco đang dần khẳng định được vai trò của mình trong hoạt động bảo vệ môi trường. Nhờ tính hữu ích, giá trị sản phẩm mang lại nên sản phẩm được các doanh nghiệp vận tải và người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao. Hiện nay sản phẩm của công ty đang được liên kết với một số công ty du lịch hợp tác triển khai rộng rãi với các doanh nghiệp vận tải tại 52 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu ở Hưng Yên thì có rất nhiều các khu công nghiệp, các cái khu công nhân thì sử dụng các phương tiện giao thông rất nhiều. Thì chúng tôi cũng muốn chung tay bảo vệ môi trường cùng với các khu công nghiệp, các cái cơ quan quản lý nhà nước cùng chung tay để bảo vệ môi trường, giảm được cái lượng khí thải độc hại ra môi trường thì làm cho không khí của mình nó sẽ được tốt hơn và đảm bảo được cái sức khỏe cho người dân.
Với tuổi thọ sử dụng trên 10 năm, thanh gốm tiết kiệm nhiên liệu Ploma Eco được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp vận tải cũng như người tiêu dùng giảm rõ rệt chi phí vận tải, bảo vệ động cơ cũng như môi trường một cách hiệu quả. Với nhiều tiêu dùng, đặc biệt các doanh nghiệp tại Hưng Yên, đây là cơ hội để tiếp cận đến với một sản phẩm hỗ trợ phát triển kinh tế thiết thực và thân thiện môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.